Trấn Thành muối mặt trước MC VTV khi khóc vì Hào Quang rồi chuyện bí mật với Trúc Nhân. Liên tục bật khóc nức nở trên sóng truyền hình, Trấn Thành mới đây đã phải muối mặt khi bị đặt lên bàn cân so sánh với MC VTV. Cũng là khóc trên sóng truyền hình, nhưng một người được khen nức nở, một người lại bị cà khịa chỉ trích khắp mọi nơi. Trấn Thành và phát ngôn đời nghệ sĩ khó nuốt vẫn đang là đề tài khiến công chúng bàn tán rôm rã. Cụ thể, trong một sự kiện, nam MC đình đám ngẹn ngào bật khóc vì Hào Quang của mình. Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ, nếu ai cảm thấy thích tiền, thích Hào Quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Chia sẻ này nhanh chóng nhận về vô số gạch đá từ công chúng. Nhiều người cho rằng nếu đã chọn trở thành nghệ sĩ phải chấp nhận hào quang lẫn vất vả. Giữa lúc Trấn Thành gặp biến vì phát ngôn gây tranh cãi, công chúng bất ngờ nhắc tên MC Tùng Dương của VTV, người cũng từng bật khóc nức nở trên sóng truyền hình nhưng lại được khen tới tấp. Còn nhớ chương trình Mưa lũ lịch sử miền Trung lên sóng ngày 25 tháng 10 thu hút sự quan tâm của khán giả khi cập nhật những câu chuyện thiệt hại mà người dân phải trải qua khi đối mặt với thiên tai. Bên cạnh đó, việc biên tập viên Tuấn Dương không giấu được sự xúc động khi dẫn dắt cũng được chú ý. Cụ thể, khi đang chia sẻ, chỉ có ai từng ở vùng lũ, trải qua mưa lũ và hậu quả của nó thì mới thực sự. Anh không kìm được cảm xúc và bật khóc, nam MC phải dừng lại một lúc, cố trấn tĩnh và nói xin lỗi quý vị, mới có thể tiếp tục phần dẫn dắt của mình. Sau khi lên sóng, chương trình khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động dành lời khen ngợi cho cách dẫn dắt cảm xúc của biên tập viên Tuấn Dương dù đây là sự cố ngoài ý muốn. Một tài khoản bình luận, xem đoạn anh khóc mà mình xúc động theo, con người rất chuẩn mực, có tâm với nghề và tôn trọng khán giả. Trên sóng đã xin lỗi mọi người vì sợ mọi người chuyển kênh, thái độ như vậy rất đáng trân trọng, người xem chia sẻ cảm nghĩ. Sau vụ việc, nam MC đã có những phản hồi trên trang cá nhân, anh gọi đây là sự cố và muốn giải thích để khán giả hiểu rõ hơn. MC VTV tâm sự, với tôi đây là sự cố thực sự không đáng có. Điều đầu tiên tôi làm ngay khi trên sóng trực tiếp là xin lỗi quý vị, bởi tôi sợ rằng chỉ vì cảm xúc của mình có thể khán giả sẽ chuyển kênh. Tuấn Dương cho biết bản thân anh bất ngờ khi nhận được sự yêu thương của khán giả lẫn các đồng nghiệp. Thay vì trách mắng, chuyển kênh, mọi người dành cho anh những lời động viên, chia sẻ. Về phía Trấn Thành, thay vì tiếp nhận ý kiến của khán giả về việc cần chuyên nghiệp hơn, thay vì liên tục khóc lóc, Trấn Thành nhiều lần có động thái đáp trả và cho biết vẫn sẽ tiếp tục khóc vì đó là bản chất con người của mình. Khác với sự khen ngợi của công chúng dành cho MC VTV, Trấn Thành không chỉ bị khán giả chỉ trích mà còn liên tục bị loạt nghệ sĩ lên tiếng dạy dỗ, cà khịa. Nhiều trong việc không ngại thẳng thắn đề cập đến ồn ào, đời nghệ sĩ khó nuốt của Trấn Thành với thái độ không đồng tình với quan điểm làm nghề của đạo diễn phim Nhà Bà Nữ. Không chỉ vậy, nhiều nghệ sĩ là bạn bè thân thiết của Trấn Thành cũng có động thái quay lưng khi nam diễn viên gặp sóng gió. Trong đó, dân tình đặc biệt chú ý đến thái độ lạ của Trúc Nhân. Cách đây chưa lâu, mạng xã hội dậy sóng trước thông tin Trúc Nhân và Trấn Thành rạn nứt. Thông tin qua loạt dấu hiệu gần đây, dân tình đặt nghi vấn mối quan hệ của Trấn Thành và Trúc Nhân đã ít nhiều gặp phải trục trặc. Giữa lúc netizen vẫn đang tò mò về mối quan hệ của cả hai, mới đây khoảnh khắc của Trấn Thành và Trúc Nhân tại một sự kiện hồi đầu năm 2022 đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Khi Trúc Nhân được gọi tên lên sân khấu nhận giải thưởng, nghệ sĩ Trấn Thành ngồi cách nam ca sĩ một ghế đã thẳng tay chỉ mặt Trúc Nhân. Hành động của Trấn Thành bất ngờ được chia sẻ lại và nhận về nhiều lời bàn tán. Nhiều người tỏ ra thắc mắc không hiểu liệu có chuyện gì xảy ra hay không. Bởi sau sự kiện này, Trấn Thành và Trúc Nhân hầu như không xuất hiện hay tương tác cùng nhau ở bất kỳ sự kiện hay mạng xã hội nào. Gần đây nhất phải kể đến lùm xùm bao rạp của ông xã Harry Won. Thay vì lên tiếng bảo vệ Trấn Thành, Trúc Nhân hoàn toàn giữ im lặng và không có bất kỳ động thái nào. Đáng nói hơn nữa, Trúc Nhân là nhân vật duy nhất trong nhóm bạn thân của Trấn Thành không góp mặt tại tiệc sinh nhật của nam đạo diễn phim Nhà Bà Nữ vừa qua, càng khiến dân tình có cơ sở đặt nghi vấn cả hai đã cạch mặt. Chia sẻ của Trấn Thành hiện vẫn đang gây bão dư luận và trở thành đề tài châm biếm của công chúng thời gian qua. Về phía Trấn Thành, nam nghệ sĩ giữ thái độ im lặng và không quan tâm đến ồn ào.